Lan chúc chào Bông, xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay là cái lô dạo Thủ Đức liền cốt 100% của em về tới hiền tới nữa rồi cả nhà. Đặc biệt cái lô này á, cái tán của nó rất là xum xê nha, tán thông thông luôn á cả nhà. Chiều cao của nó là 1, 2, 3 gang tay của em thì ta cao tầm khoảng 50 ha, 50. Ồ, đây nó có cái bông không? Ồ, cái cây này nụ quá trời luôn cả nhà ơi nè. Nó đang tạo mầm hoa đặt hết trơn luôn nè cả nhà. Đây em quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Hoa của nó nè, hoa của nó là 8 đến 12 cánh nha, bông chùm nha cả nhà. Và đặc biệt cái lô này phải nói là cái tán nó tròn do luôn, tráng thông thông nè. Còn cái cốt quá thì cũ ha, cũ kiểu nha, cũ nở nè, liền cốt 100% hết rồi cả nhà. Đây xuôi cho cả nhà mình cùng xem nha. Nhánh thì xum xê nha, nè tán thông ha, cao từ 50 trở lên nha, 45 cho tới 50 ha cả nhà. Đó đây nè, củ đó nè, củ này là củ nở nha, củ nở nha cả nhà. Đây đó, mấy cái đế quái thú nữa nè. Đó, giá thì em bán chỉ giá 180.000 một cây thôi nha, 180 cây thôi cả nhà. Đây có hình thú nữa nè cả nhà. Đó ha, 180.000 cây, cao từ 45 đến 50 cm nha. Cành nhánh thì xum xê, đang tạo nụ hoa rất là nhiều ha. Đó, đây cả nhà nhìn thấy nè. Ồ, cái lô này đặc biệt là nụ nó dữ dằn luôn cả nhà, quá trời nụ luôn nha. Đó, đây nè, củ nở nè, củ nở tròn do luôn ha. Cốt thì liền rồi 100% luôn rồi nè, cái củ này cả nhà nè, cốt nó bự hơn ngón tay tỏ của em luôn ha. Đó, cành nhánh nè, lô này phải nói là cành nhánh nó rất là xum xê nha. Rồi, giá 180.000 một cây nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 4 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Còn mua 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 cây luôn nha cả nhà. Đó, đây củ nè, củ rất là nở luôn ha, rất là đẹp luôn cả nhà. Ôi quá trời luôn à, tán tròn do luôn nè. Đó, tán tròn do luôn. Đó, tán không tròn do luôn ha. Rồi, giá chỉ 180.000 một cây thôi nha. Nếu chúng ta lấy 4 cây thì bên em bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng 1. Ai có cái cây có bông chùm đẹp quá kìa, đưa cho giùm em đi. Giá khác coi mặt hoa luôn. Ôi, đây đây cả nhà. Đây là nụ gió nghe, nụ gió nhưng mà nó vẫn nở chùm cả nhà. Nè, đó. Đây nè, bên đây nè, bông chùm không nè cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn nè. Đó, ha, rồi. Đó, bông này là 8 đến 12 cánh, đặc biệt là bông chùm không, và loại này Tết nay thì cho hoa rất là nhiều nha. Rồi giá 180.000 một cây nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 4 cây bên em bao ship 10 cây tặng 1 nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai của chiếc chè bông ạ. À.